Kính thưa cộng đoàn, nếu bây giờ phải trả lời cho câu hỏi linh mục là ai, chắc là mỗi người chúng ta đây có một câu trả lời khác nhau. Bây giờ có hỏi các thầy tiến trước rằng linh mục theo thầy là ai, thì 18 người này chắc chắn mỗi người một câu trả lời khác nhau. Nhưng mà bây giờ là đang chuẩn bị đánh trước, cho nên là muốn dám hỏi sẽ đầu óc cẩn thận. Kính thưa cộng đoàn, có nhiều câu trả lời, có nhiều câu trả lời. Mà thậm chí có những câu trả lời không có được tích cực về linh mục. Như thế thì thưa cộng đoàn, đang xem tất cả những câu trả lời mà có thể xuất hiện trong đầu chúng ta, thì các bản văn lời Chúa hôm nay có soi sáng cho chúng ta một định nghĩa gì về linh mục không? Thưa có. Chúng ta vừa nghe bài trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 gợi cho chúng ta một ý tưởng giúp chúng ta hiểu thế nào là một linh mục. Chúa Giêsu nói với các môn đệ như này: anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Thưa cộng đoàn, câu nói ấy của Chúa Giêsu là một gợi ý rất là nền tảng giúp chúng ta đưa ra một định nghĩa thế nào là một linh mục. Linh mục là người như thế nào? Linh mục là người ở lại, là người biết ở lại trong tình yêu của Chúa. Không thể hình dung một linh mục mà không biết ở lại trong tình yêu của Chúa. Thưa 18 anh em tiến trước, anh em nhớ cái điều này và sống cái điều này suốt cuộc đời của mình. Không thể hình dung một linh mục mà không biết ở lại trong tình yêu của Chúa. Một linh mục không biết xây nhà thờ thì còn được. Một linh mục không biết đánh đàn được. Một linh mục làm việc một vụ không giỏi lắm được. Nhưng mà một linh mục mà không biết ở lại trong tình yêu của Chúa thì không hình dung ra được cái đấy là cái gì. Cho nên thưa anh em, nhớ cái lời điều mà Chúa Giêsu nói trong bài phổ âm này: linh mục là người biết ở lại trong tình yêu của Thầy. Kính thưa cộng đoàn, sau một thời gian dài được huấn luyện, được nâng đỡ, được dẫn dắt, được chỉ bảo, 18 con em chúng ta đây đã được cha tổng đại diện của giáo phận thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa giới thiệu lên Đức Giám Mục, để nếu ơn Thánh Chúa thương ban, các thầy được lãnh nhận chức thánh lên. Trong suốt một thời gian dài, nhờ lời cầu nguyện, nhờ sự hướng dẫn, nhờ sự bảo ban chỉ dạy, và nhất là nhờ một nỗ lực cố gắng từ phía cá nhân của mỗi thầy, để rồi hôm nay có thể nói hay có thể nói, các thầy đã tập quen cho mình một thái độ sống nền tảng của chức linh, đó là biết ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, là thầy và là mục tử của đảng chiến. Cho nên, thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe lời công bố quyết định chuyển chức linh mục cho các anh em chúng ta đây. Bởi vì có nhiều điều kiện hay có nhiều điều kiện, nhưng mà một điều không thể thiếu được, chúng ta vừa nghe trong bài phổ âm, các thầy đã tập quen và đang cố gắng bước đi trong cái thái độ sâu này, biết ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, là thầy và là mục tử của đảng chiến Chúa. Và thưa cộng đoàn, dưới ánh sáng của bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ Isaiah, chúng ta hiểu điều gì? Ngoài việc linh mục là người biết ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, đó là những con người sắc đường, sức giàu,
Trong nghi thức chuyển chức linh mục, kính thưa cộng đoàn, chúng ta sẽ sắp chứng kiến một nghi thức sức dầu thánh trên tay của các tín chức. Điều đấy để nói lên cái gì? Điều đó để nói lên là không phải là các thầy là những người sắp được sức dầu, phải, mà các thầy qua việc sức dầu của vị giáo mục chủ phong, các thầy được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và nói như là Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê, hãy tìm một số, hãy chọn một số các kỳ lão và ký lục trong dân và đặt tay để ban cho họ một phần thánh thần. Nhờ đó họ có thể giúp đỡ Mô-sê chu toàn sứ vụ Chúa mình ta. Điều ấy ông này sắp sửa diễn ra trước mắt chúng ta. Việc sức giàu của vị giám mục chủ phong là việc các thầy được lãnh nhận thánh thần cùng với việc đặt tay vào lời nguyện tịnh phong trước. Để làm gì? Để các thầy trở thành linh mục. Nghĩa là gì? Linh mục nghĩa là cộng tác viên, cộng sự viên của hàng giáo mục trong việc thi hành sứ vụ Chúa ủy thác cho. Kính thưa cộng đoàn, chức giám mục cũng là một chức thánh nhưng không Chúa ban. Để qua chức thánh giám mục ấy thì thừa tác vụ đi theo chức thánh ấy được thực hiện. Chức thánh linh mục cũng là một ơn thánh nhưng không Chúa ban. Để vượt qua chức thánh được lãnh nhận ấy, linh mục trở thành cộng tác viên của hàng giám mục để cùng với hàng giám mục chu toàn sứ mạng Chúa ủy thác cho mình. Và dưới ánh sáng của bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta hiểu đối tượng của sứ vụ người linh mục là gì? Người nghèo. Cho nên là mai mốt đi với người giàu thì ít thôi. Tại vì đối tượng để làm sứ vụ của người linh mục là cho kẻ nghèo, những tấm lòng tan nát, những kẻ bị giam cầm, cả về nghĩa đen lẫn về nghĩa bóng. Ở bên Việt Nam thì cũng là khó khăn, người ta không cho mình thực hiện cái chuyện đấy. Thì ở bên Âu Châu, các linh mục tuyên uy đi đến nhà tù thăm những người tù. Có những lần, thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng vào ngày thứ năm tuần thánh, Ngài đến một nhà tù và Ngài cử hành thánh lễ tiệc ly ở trong nhà tù cho các tù nhân công giáo và chọn ra một số các tù nhân Ngài rửa chân cho họ. Không chỉ những người tù nhân là những người hiểu theo nghĩa là bị tù hạ bởi tội lỗi và những đam mê tật xấu của mình, hiểu đúng theo nghĩa đen của nó vẫn cũng như thường. Ai vậy? Những kẻ chỗ nào người ta cần sự nâng đỡ, đấy là những chỗ cần sự hiện diện của linh mục. Người linh mục đến đấy làm gì? Người linh mục đến đấy để loan báo tin mừng, để ban bố, để công bố lệnh ân xá và ngày phóng thích. Để làm gì nữa? Để tặng cho những người khóc than một tấm khăn đại lễ, để sức dầu thơm ngoan lành thay cho một cái áo tang chế, thay cái áo ngày hội cho một tâm thần sầu nặng. Kính thưa cộng đoàn, sứ vụ của người linh mục là thế. Biến nơi nào buồn trở thành niềm vui, nơi nào tuyệt vọng khơi lên niềm hy vọng, nơi nào đau khổ gieo vãi gieo mầm hạnh phúc.
cho cộng đoàn. Đấy là những sứ vụ mà bài đọc thứ nhất hôm nay muốn vẽ mở cho chúng ta về khuôn mặt của người linh mục hôm nay, thời đại này. Và dưới ánh sáng của bài đọc 2, kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nói chức thánh linh mục là gì? Chắc chắn là một ân ban nhưng không cao cả, lớn lao, vĩ đại. Con người có thể xứng đáng để làm nhận. Và nhiều khi người ta nói là các linh mục là một sống trên một cái tầng lớp cao hơn là các người giáo dân. Không phải. Kính thưa cộng đoàn, chức thánh linh mục là một ân ban nhưng không Chúa ban, để giúp cho người linh mục ấy chu toàn sứ mạng của mình. Và Chúa Giêsu nói, Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai là hội thánh thì giống như là một thân thể của Đức Kitô vậy, các bộ phận không có cùng một chức năng, nhưng mà mỗi một bộ phận thì có một công việc để thực hiện. Trở thành linh mục hay là linh mục không phải là một vinh dự trước mặt thế gian được đồng bào. Trong cái nhìn của đức tin, trở thành linh mục là linh mục là một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa, và một sứ vụ được mời gọi để chu toàn. Cho nên nhiều khi người ta bảo là làm một người làm linh mục thì cả làng này được đất có vàng không, làng có cụ. Nhưng mà thưa cộng đoàn, đấy là kiểu nói hết sức là thế gian. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn, từ hai đức cha, các phó tế, các tu sĩ nam nữ và cả quý bạn chị em, mỗi người chúng ta đều là một bộ phận của một thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Và mỗi người chúng ta có một sứ mạng Chúa ủy thác. Các linh mục sắp sửa, vì nếu Chúa thương thì ban cho hội thánh, đặc biệt là của nhóm ở nơi giáo phận Bắc Ninh này, cũng là một ân ban nhưng không. Để rồi Chúa trao cho các tiến chức đây một sứ mạng được thực hiện. Và cái điều mà nó làm lên vinh dự của cái đời linh mục không phải là làm linh mục. Nếu mà làm linh mục mà vinh dự thì các ông các bà cố vị cộng đoàn dân Chúa ngồi dưới kia thì không bao giờ có cái vinh dự được đấy, hoặc là chết đâu có ra được. Không có. Cái mà làm nên vinh dự thì không phải là giám mục hay là linh mục đâu. Không. Nếu vậy thì người giáo dân làm sao? Làm sao có vinh dự được? Cái này nó phải làm nên vinh dự cuộc đời của chúng ta. Đó là chu toàn một cách tốt đẹp sứ mạng Chúa ủy thác cho mình. Cái đấy nó mới làm nên vinh dự. Nếu một giám mục, một linh mục mà không chu toàn sứ mạng của mình, vinh dự cái gì? Nếu một giáo dân mà chu toàn sứ mạng của mình tốt đẹp thì điều ấy là vinh dự trước mặt Chúa. Cho nên thưa cộng đoàn, vinh dự trong cái nhìn của đức tin là một điều mở ngỏ ra cho tất cả mọi người chúng ta. Chỉ với một điều, không cần biết chúng ta là giáo mục, là linh mục, là tu sĩ, phó tế hay là giáo dân, nhưng mà cái điều làm đến vinh dự trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là cố gắng mỗi ngày âm thầm khiêm tốn chu toàn sứ vụ Chúa ủy thác cho mình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa thương ban cho đất của giáo phận Bắc Ninh thêm 18 tân linh mục. Chúng ta chung chia với nhau niềm vui ấy, và chúng ta tiếp tục nâng đỡ các thầy sắp kiến trước đây bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những việc bác ái, để rồi các thầy không có bị cám dỗ vinh dự nghĩ rằng mình là linh mục bây giờ là hàng cao cấp rồi. Không. Nhưng các thầy luôn luôn nhắc nhở mình điều làm nên vinh dự cho đời linh mục, đó là cố gắng mỗi ngày âm thầm khiêm nhường chu toàn một cách tốt đẹp nhất sứ vụ của Chúa ủy thác cho các thầy.
Và điều ấy cũng là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho nhau. Bởi vì chúng ta cũng được chung chia cái vinh dự ấy. Nếu mỗi người chúng ta trong chức phận của mình cố gắng mỗi ngày âm thầm, khiêm nhường, chu toàn một cách xuất sắc sứ mạng cho người khác cho chúng ta. Dù là giám mục, dù là linh mục, dù là phó tế, là tu sĩ nam hay nữ, dù là người sống đời giáo dân, chúng ta được chung chia vinh dự ấy. Vinh dự của những người nỗ lực hết sức, nhiệt thành hết mình, chu toàn sứ mạng cho người khác. Và điều ấy là mẫu số chung cho tất cả mọi người chúng ta, dù chúng ta là ai trước Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để giúp chúng ta tìm kiếm vinh dự đích thực trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các 18 thầy sắp sửa chịu chức linh mục đây cũng tìm kiếm vinh dự này. Vinh dự khi biết rằng mình đang cố gắng mỗi ngày chu toàn bộ phận của Chúa qua hội thánh quyền thánh cho mình. Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục Chúa sắp ban cho hội thánh của Chúa tại Bắc Kinh. Chúa ban cho các gia đình của bà cố, Chúa ban cho cách riêng các kiến chức đấy. Và xin Chúa chúc lành và làm cho những hoa trái, những ơn lành, ơn thánh, nhưng không, Chúa ban cho chúng ta hôm nay trổng sinh tiếp tục những hoa trái tốt đẹp trong đời linh mục của các thầy trên các cánh đồng truyền giáo của giáo phận thân yêu chúng ta. Amen.